thưa quý vị một câu chuyện mà người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại ngày đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai đầy cay đắng và oái âm cho cô và câu chuyện như thế nào thì sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết mà người phụ nữ trẻ đã chia sẻ lại tình cảnh mà mình đã gặp phải trong nhà bạn trai như thế nào xin kính mời quý vị lắng nghe biết nguồn gốc của chiếc nhẫn tôi đeo trên tay, bác gái tái mặt rồi bắt đầu tách mắng con trai. Tôi từng nghĩ chuyện mẹ chồng nàng dâu chỉ xảy ra với thế hệ trước vậy mà chưa chính thức về chung một nhà, tôi đã ngao ngán trước sự can thiệp thái quá của mẹ người yêu đến với nhau hơn một năm tôi cũng đã xác định sẽ kết hôn với người yêu hiện tại để cuộc sống sau hôn nhân suôn sẻ tôi quyết định sẽ về nhà người yêu ra mắt trước buổi gặp mặt tôi có nghe kể về chuyện mẹ chồng tương lai nghe nói bác là người tiết kiệm và nghiêm khắc thành ra tôi rất áp lực không biết phải cư xử như thế nào để ghi điểm ngày ra mắt cũng đến bác gái đón tiếp tôi bằng một mâm cơm thịnh soạn thế nhưng suốt cả bữa ăn bác ấy liên tục hỏi tôi những câu hóc búa. nghe lương tháng của tôi là 20 triệu, bác đến yêu cầu tôi kể ra các chi tiêu thế nào. Khi biết tôi chỉ tiết kiệm một phần năm thu nhập, bác tỏ ra không hài lòng. Mỗi tháng hiếu nó làm được hơn 70 triệu, bác chỉ có chi cho nó 10 triệu, số còn lại thì mẹ giữ làm vốn sau này kinh doanh bác thấy cháu chi tiêu chưa hợp lý cho nên sau này hai đứa kết hôn tạm thời bác vẫn giữ lương của hiếu nhé chuyện cũng chưa dừng ở đó thấy tôi đeo chiếc nhẫn kim cương mẹ người yêu tò mò hỏi nguồn gốc thế rồi tôi cũng nói thật rằng đó là món quà sinh nhật năm ngoái được người yêu tặng chiếc nhẫn có giá trị gần bằng một tháng lương của anh ấy nghe đến con số đó Bác gái tái mặt, quay qua quát con trai vì phung phí tiền vào đồ trang sức. Tôi ngồi nghe bác ấy nói, bản thân thấy cũng sượng mặt nên tháo nhẫn ra trả lại rồi xin phép ra về. Dù biết mẹ người yêu khó tính, nhưng sau khi gặp tôi vẫn sốc toàn tập mọi người ạ. À. Buồn hơn là cách cư xử của người yêu tôi, rõ ràng anh biết mẹ mình quá đáng. Vậy mà từ đầu đến cuối vẫn ngồi im như tượng. Theo mọi người, với những lý do đó, tôi có nên chia tay ảnh ấy không? Vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Được mẹ người yêu gửi tổ yến tẩm bổ, tôi chưa kịp vui mừng đã thất kinh khi thấy rõ thứ đính kèm. Tôi và Khương đến với nhau một năm rồi. Khi chúng tôi tìm hiểu Gia đình hai bên đều biết và ủng hộ Mỗi lần gặp Mẹ Khương lại nói bác xem tôi như con gái tầm nhà Nếu một ngày nào đó chúng tôi xảy ra mâu thuẫn Chắc chắn bác sẽ đứng về phía tôi Thay vì binh vực con trai Nhìn vào cách nói chuyện gần gũi của bác Tôi cũng mừng thầm trong lòng Và nghĩ mình may mắn Khi có người mẹ tương lai tốt như vậy Cho đến vài ngày trước Khi tôi sang nhà người yêu rồi ngủ lại qua đêm Đêm hôm ấy Bác gái đi uống nước và vô tình thấy tôi Lúc đó bác còn hỏi han sức khỏe Và công việc của tôi thế nào rồi Mới tắt điện đi ngủ Sáng nay Mẹ Khương gửi cho tôi một hộp yến xào Bác nói dạo này thấy tôi hay ốm vặt Nên gửi để tầm bộ Lúc ấy tôi vô tư Còn đi khoe khắp nơi Vậy mà vừa thấy hộp yến xào Tôi đã kinh hãi đến độ hất tung ngoài yến có sẵn Mẹ người yêu còn đặt một hộp thuốc tránh thai hàng ngày vào túi quả Tôi cứ nghĩ bác gái bỏ nhầm Nào ngờ khi nhắn hỏi bác ấy trả lời giáo hoảng Bác thương cháu Xem cháu như con nên mới làm như thế Cháu với Khương mới ở giai đoạn tìm hiểu Cũng không biết có đi đến hôn nhân hay không Chẳng may cháu có bầu Mà hai đứa chưa sẵn sàng Thì khó xử cho hai bên Mặc dù bác gái nói vậy nhưng tôi vẫn lấn cấn lắm Rõ ràng bác ấy chưa muốn chúng tôi kết hôn Cũng không thích tôi như vẻ bề ngoài Bây giờ tôi rất khó xử Và không biết nên làm gì Với vị thuốc tránh thai kia Tôi có nên trả lại vị thuốc ấy cho bác Để tỏ rõ thái độ của mình Hay không mọi người ơi Vâng Mong quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ ba, nghe những lời mẹ người yêu nói về bố mẹ đẻ của mình mà tôi muốn kết thúc mối quan hệ ngay lập tức. Chuyện tình của tôi và Quân mới đầu rất suôn sẻ nhưng càng yêu nhau lâu, đặc biệt khi cả hai xác định sẽ về chung một nhà thì cực kỳ khó khăn. Mọi sự mâu thuẫn đều bắt nguồn từ bố mẹ của Quân. Hai ông bà khó tính và thậm chí còn nói những lời không hay về bố mẹ tôi. Thời điểm tôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bạn trai là đầu năm 2019 Năm đó chúng tôi đi du lịch cùng nhau Biết bao nhiêu nơi Vì kinh tế của hai đứa cũng ổn định Công việc trên đà phát triển thăng tiến Nên tiền bạc dư dả Lúc ấy tôi 28 tuổi Còn quân 30 tuổi Tuy nhiên chúng tôi vẫn chỉ yêu đương Giống như đang ở độ tuổi đôi mươi vậy Tức là yêu Gặp nhau, đi chơi, đi du lịch Thỉnh thoảng làm chuyện ấy Mà không nói gì cho bố mẹ biết Quân bảo bố mẹ anh cũng dục lấy vợ mà anh mặc kệ Mọi chuyện cứ từ từ Nhà tôi thì bố mẹ tâm lý hơn Biết tính con gái Nên cũng chẳng gây sức ép Hoặc dục dã gì nữa Mãi tới khoảng cuối năm 2020 Lần đầu quân ngỏ ý Muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ Trong buổi tiệc sinh nhật của tôi Quân đã bí mật chuẩn bị Để cầu hôn tôi Vì cảm thấy bản thân sẵn sàng Cũng như thấy rất hạnh phúc Nên tôi đã đồng ý Chấp nhận lời cầu hôn của anh Việc kế tiếp của chúng tôi là về ra mắt gia đình đôi bên Quân về ra mắt nhà tôi trước Anh ấy ít nói và đôi lúc hơi thủ động Trong khi nhà tôi toàn những người mau miệng rất thoải mái Ban đầu bố mẹ tôi chưa có ấn tượng với quân lắm Cũng may nhờ tôi động viên nên quân đã mạnh dạn hơn Và lại bố mẹ tôi cũng không làm khó con rể tương lai Năm nay tôi 30 tuổi rồi Ông bà biết ý giữ thể diện cho tôi một chút nhưng tới khi tôi đến nhà quân bố mẹ anh ấy ngay buổi đầu đã hỏi những câu rất riêng tư chẳng hạn lương tháng của tôi hoặc bố mẹ có cho con gái thứ gì khi đi lấy chồng không quay sang nhìn quân tôi giật mình vì anh không biểu hiện thái độ ngại ngùng phải chăng quân cũng hưởng ứng với những câu hỏi nhạy cảm ấy sao dẫu biết họ thăm dò hỏi han là để biết thêm nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy hơi khó chịu vài lần đến nhà quân ăn uống tôi cũng cố gắng thể hiện tài nấu nướng dọn dẹp của mình tuy nhiên bố mẹ quân vẫn không biểu lộ quá nhiều sự khen ngợi dành cho tôi tôi vẫn hy vọng thời gian sẽ khiến ông bà dần có tình cảm với tôi hơn mà cũng chẳng quá quan trọng dù sao tôi với quân cũng định cuối năm nay tình hình dịch ổn định rồi sẽ cưới nhau đến mấy ngày gần đây Tôi vô tình phát hiện cuộc nói chuyện của mẹ quân với anh ấy Chính những dòng mẹ quân nói ra làm tôi trăn trở vô cùng Đến nỗi có lúc tôi muốn kết thúc mối quan hệ với anh Đợt trước mẹ quân có xin số điện thoại của bố mẹ tôi Có thể vì bà muốn trao đổi trò chuyện với gia đình tôi về việc của hai con Tôi cũng đồng ý cho quân số điện thoại của bố mẹ đẻ mình Hôm nọ khi quân sang nhà riêng của tôi để cùng tổ chức bữa tiệc với vài người bạn trong thoáng bất cẩn, anh đã không khóa màn hình điện thoại. Quân ngồi ngoài phòng khách với mấy cậu bạn, còn tôi thì cầm điện thoại anh lên nghịch một chút. Ai ngờ, lúc ấy màn hình hiện rõ lên thông báo tin nhắn của mẹ Quân. Bà ấy nói: "Đã kết bạn mạng xã hội với mẹ tôi, nhưng tiếp đó bà ghi: Mẹ thấy mẹ con bé đó toàn đăng hình sống ảo, chắc được chồng chiều, chắc bạn gái con cũng muốn lấy chồng để được chiều chuộng như vậy." Con cứ thẳng thắn quyết định đừng để bị rắc mũi Đọc xong Trong tôi chỉ có một cảm xúc là phẫn nộ tột độ Tôi không dám ấn vào đoạn hội thảo của quân và mẹ anh Vì đoán được sẽ còn nhiều thứ khác làm tổn thương tôi Nói thật Bố mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn con gái được hạnh phúc vui vẻ Đâu có toan tính nhiều thứ như mẹ của quân Bà ấy thương con mình tới mức bất chấp để phán xét người khác sao Lời lẽ ấy giờ cứ văng vẳng trong đầu tôi Không sao tan biến được Vâng Mong quý vị lắng nghe chia sẻ về ba câu chuyện này Tôi rất chân thành cảm ơn Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại